Nó rẻ tiền mà nó gọi là hai bờ rít đấy. Con này nó bị làm sao đây? Nó hết bình điện anh sạc. Nó hết bình điện rồi. Này Honda. Đời bao nhiêu đây? Đây, anh giới thiệu nhé. Đây là em xe Insighto của Honda. Xe này là xe hybrid. Xe hybrid thì rất là tiết kiệm xăng luôn. Đối với cái xe này thì đi từ được tầm 17 đến 20 cây một lít. Đó, xe này rất là rẻ đối với dòng hybrid. Đấy thì các bạn mà đi mà gia đình hoặc là cá nhân đi cũng ok, gia đình mà có một em bé thì đi là mình nghĩ ok, mà đó hai người hai em bé thì hơi chật một chút thì chúng ta phải đắn đo. Đó, xe này là có giá như hiện tại bên anh đang bán là xe này có 32 man thôi nhá. Rất là 32 rẻ. màn Ở 32 man tương đương là hơn tầm hơn 60 60 triệu Việt Nam thôi. Đó, 60 triệu Việt Nam các bạn sở hữu một em xe mà hybrid nhé. triệu Đấy, lưu ý là hybrid không phải xe động cơ thường vâng. đâu. Cái đời này Đó. đời con xe này đời năm bao Đời nhiêu anh là nhỉ? 2010. 210 Chạy được khoảng tầm con này là 9 vạn. Con này 9 vạn. Đó, nhưng mà nếu mà km thấp hơn thì nó chênh lệch khoảng tầm 2 man nữa. vâng. Đó, thì các bạn sở hữu một em xe như thế này. Đó, thì em xe này thì đây ngoài phía ngoài thì cũng rất là rộng. Phía trong thì xe 5 chỗ. Đó, đằng sau đây, băng ghế sau thì hiện tại giờ đang soji, xe đang soji cho nên là ghế đang gập xuống. Đó. Xe nói chung là tầm 60 60 hơn man, hơn hơn 60 triệu, hơn 60 triệu 60 tiền triệu điện. thế này là quá là ok Đó, thì rồi. nó có Navi, có màn hình ấy, nghĩa là có màn hình, có cam lùi, đầy đủ hết. Xe số tự động. Đặc biệt xe bên Nhật này các bạn mua xe thì các bạn yên tâm một cái về cái động cơ nhé. Vì là xe bên này xe cũ rất là rẻ cho nên là cái việc mà hư động cơ người ta cũng thay hoặc người ta vứt rác thôi chứ người ta ít sửa lắm. Đúng rồi, bởi vì là cái em làm ở công ty cũng sửa chữa máy móc ấy, thay hầu như là những có cái gì nó có vấn đề xe, ví dụ như là cái phần cái này mà nó bị mốp mép hay có khi nó thay cả luôn cả Thay cái này thay luôn. ví Chứ dụ cái này nó sửa, không sửa lại nữa. đúng rồi, sửa ví dụ cái này hết 3 man nhưng mà người ta mua đồ đồ cũ tầm Đúng 2 rồi. man thôi Đúng rồi. thì nó sẽ rẻ hơn. Còn máy móc này ví dụ như giờ hỏng cái máy này thì có thể thay nguyên cả cái cục máy này, cũng có giá tầm 3 man tức là tầm 6 triệu tiền Việt Nam là thay nguyên cả cái máy này. Đó, nhưng mà người ta cũng không có thay vì cái giá trị cái xe này là có 30 man thì người ta thay thì cái công thay nữa thì nó rất là nhiều, cho nên là ví dụ trường hợp mà lỡ hư cái máy này vứt. Cho nên là các bạn yên tâm là cái máy móc bảo như ở bên Việt Nam á, là bảo ủa xe này máy có bị ngập nước hay không, có bị đụng chạm gì không, rồi tai nạn hư máy có thay không, thì hầu như là người ta không nhá, người ta vứt luôn. Đấy thì yên tâm cái đó. Đó, đây một chiếc xe 60 triệu Việt Nam. Đấy, bao giấy tờ luôn. Ok. Rất là rẻ. Chỉ là cầm chìa khóa đi thôi À, đúng giấy không? tờ lo luôn. Đây là chỗ bảo dưỡng sửa chữa của anh Lê này. Trong đây anh giới thiệu qua tí Đang về sửa sửa con chữa xe nhé. này đúng không? Anh đang sửa con xe này, con này nó bị qua quyệt à? Thì ngoài ngoài cái việc là buôn bán xe thì bên công ty còn có sửa chữa xe nhé. Sửa chữa thì các bạn yên tâm là bên công ty của Việt Nam thì thường nó sẽ có giá nó cạnh tranh hơn so với tiệm Nhật. Chất lượng thì cũng tương đương thôi. Vì thực ra là người Việt Nam bên này cũng đi làm cho công ty Nhật xong rồi mới ra mở xưởng. Nên các bạn yên tâm, ví dụ như những cái vết xước như thế này. Đó, vết móp như thế này thì nếu mà bên công ty Nhật ấy thì một cánh cửa thế này người ta tùy vào cái xe nhé. Xe mà xe rẻ tiền nó khác, xe đắt tiền nó khác thì giá dao động từ 4 man cho đến 8 man tùy vào xe. Nhưng mà đối với bên Việt Nam mình sửa thì tầm 2 man cho đến 4 man thôi, cũng tùy vào cái đồ nặng nhẹ, tùy vào cái màu. Đấy. Thì đây là phần body xe, hoặc là ngoài ra có sửa chữa bảo dưỡng về động cơ thì cũng có các bạn nhé. Đó, máy móc thì để sửa chữa những cái này có sẵn, sơn cũng có sẵn luôn, các bạn có thể lấy trong ngày đối với những cái xước móp như thế này các bạn nhé. Cái con xe ngoài cùng này bán bao tiền anh? Xe đó là xe đồ cổ đấy, xe đó là vô giá. Đây con này bị tai nạn à? Ừ, con đó là xe bảo hiểm. Xe bảo hiểm. Ở đây các bạn thấy rất là nhiều xe ở trong 6 con này. Đây là ở mấy chỗ này thôi đúng không? Còn Ừ, vẫn còn chỗ khác bên đúng anh có một bài là một bài tầm 40 xe, bỏ để được khoảng 40 xe nữa. Thì cái bài đó thì hơi xa đây chút. Hôm nào anh
Khi nào mà em ấy thì anh dần lên đó, với là lên các cái sàn mình xem. Đó thì cái hầu như là cái xe ở chỗ anh này bây giờ cái xe đây là mình để sửa lại, có những xe là mình làm lại cho nó đẹp thì mình để đây để mình chờ đưa vào gara mình làm. Ví dụ những cái xe mà trước khi giao cho khách, ví dụ xước xác cái này này thì mình cũng sẽ làm lại đẹp cho nó khách, cho người ta đi về người ta đi cho thoải mái. Xe thì xe cũ nhá, nhưng mà không có xước xác thì nó không có phải, nhưng mà khi mà xước xác thì mình làm lại nó đẹp chút đó. Có ví dụ đèn này nó mờ thì bên các cái tiệm sửa xe người ta cũng làm lại cho nó sáng lại, cho nó đẹp để cho khách về đi cho nó sướng. Thì nó tiệm sửa xe nó khác cái chỗ ở người ta mà mua trên mạng thì là đó, làm nó đẹp trước khi giao. Đấy. Con này nhiều mới thế nhỉ? Con này là Prius, dòng xe quốc dân của Nhật. Prius này là của Toyota nhá. Đấy, dòng xe này thì người Việt Nam mình bên Nhật rất là thích luôn. Thì xe này giá thấp nhất thì mới của nó khoảng 3 triệu đấy nhỉ? Mới thì dòng mới giờ nó đắt, dòng mới giờ tầm 200 man, nhưng mà như xe này là đời 2010. Cũng là 2010, giờ cũng 12 năm rồi. Thì xe này là có giá như ở đây anh đang bán là 60 man. 60 man là 120 triệu tiền Việt đấy. Là xe cũ đúng không? Ừ. Nhưng mà như là con này là phiên bản là năm bao nhiêu? 2010. Đúng rồi, 2010. Cũng 2010. Nó rất tiết kiệm xăng luôn. Các bạn đi tầm 24 cây một lít. Xe cũng hybrid. Đó. Thì xe này Việt Nam mình rất là chuộng vì cái form nó là tương đối là hiện đại, rất là đẹp, dòng sedan ấy. Đó, thì mọi người rất là thích những cái xe như thế này. Và đặc biệt là hãng Toyota thì mọi người rất là chuộng. Đó. Tiết kiệm xăng. Đó, thì ngoài ra mà nhưng con này là con 8 chỗ rồi. Con này là con 8 chỗ này. Con này là những bạn nào mà có gia đình Honda mà đang con ấy thì các bạn có thể tìm những cái xe như thế này. Đó, thì có 8 chỗ rộng rãi để ghế em bé ok. Hoặc là nhiều bạn mà thực tập sinh hoặc những bạn mà visa mà gia đình ấy thì họ thường hay mua những cái xe này. Thì họ về họ đi là chờ dịch vụ sân bay này, chuyển nhà này. Đấy, hoặc là nhiều bạn thực tập sinh mà không có tăng ca nhiều mà họ nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật đấy. Thế thì họ chở khách, nó chở các bạn khác đi du lịch. Đó thì xe này rất là ok. Như xe này bên anh bán cũng rất là rẻ luôn. Như xe này là 50 man. 50 man. Ừ, 50 man khoảng 100 triệu. Thì lăn bánh hơn trăm một tí, trăm mấy. Khoảng 101, 102 gì đấy thôi đúng không? Nhưng mà nó còn xịn sò hơn Innova ở Việt Nam ấy. Ví dụ một em Innova ở Việt Nam giờ tầm 600 triệu đi. 600 triệu là tương đương với bên này tầm 300 man nha. Đúng rồi. 300 man mà bên này á, là mua được một em gọi là siêu xe đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy là bên Nhật này mua xe rất là rẻ. Đúng rồi. Như con này 50 man là lăn bánh luôn. Con này là thuế má tất là tật giao xe đến tận nhà luôn. Cơ bản là Việt Nam của mình phải gánh còng lưng mấy thứ linh tinh quá. Đấy, thì đây là một em 7 chỗ. Đó. Về đằng sau xem có xe gì nữa đây. Có một em màu đỏ này này. Hai em này là inside. Cũng giống như cái xe mà lúc nãy anh quay ngoài kia. Con này cũng là đời bao nhiêu đây? Đời 2011. Đời 2011 còn cũ hơn cả con này nhỉ? Vì là nói chung là tùy chủ. Xe của bên tài người em. Đúng rồi. Chứ cũng không hẳn là không hẳn là nó đời nó mới mà nó không có cũ. Đấy. Thì một số em bên này nữa, em bên này thì 6 chỗ dùng cho gia đình thì rất là ok. Đó. Thì hiện tại đây có một số xe đang về thì để dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ rồi bắt đầu bán. Đó, còn những xe mà xong rồi thì đưa sang bãi rồi. Thế để hôm nào có dịp thì em lại đến qua chỗ bãi của anh xem xe ở bên kia. Đấy, còn con này tai nạn là anh mua về luôn hả? Anh mua về xong sửa lại hay sao? Giới thiệu cho nhá. Con này á, là của một vị khách ở Sierra ấy. Thì anh ấy mới mua xe được đâu 15 ngày. Nhưng mà các bạn lưu ý là khi bên Nhật này các bạn mua xe liền ấy là cái ngày đầu tiên các bạn phải vào bảo hiểm luôn nhá. Thì ở bên Nhật này là nó có hai loại bảo hiểm, một là bảo hiểm bắt buộc, hai là bảo hiểm tự nguyện. Thì bắt buộc là chắc chắn là phải mua rồi, thì ví dụ bên anh bán xe là bên anh sẽ mua bảo hiểm bắt buộc cho khách rồi. Còn cái bảo hiểm mà tự nguyện ấy là các bạn gọi là nên mua.
Còn nếu các bạn không mua ấy, là cái giai đoạn đầu các bạn lái chưa có quen tay ấy, thì rất dễ tai nạn. Như các bạn này mua đúng 15 ngày 15. là đâm vào xe của Nhật. À. Thì may là bạn này có vào bảo hiểm rồi, cho nên là cái tiền mà sửa xe cho cái ông kia ấy thì bảo hiểm trả, rồi cái ông kia ngồi viện bảo hiểm trả. À. Đấy, thì tương đối là nhiều tiền đấy. Cái xe này đền không có được cái cho cái xe kia đâu. Đó, tầm thế là cả trăm ngàn. Thế là bán luôn. Thì cái xe xe hay kia, là hay là cái này là sửa thôi. Cái này là giờ là bên bảo hiểm họ họ trả cho. Bạn này là lái sai sai đường cho nên là đâm xe kia thì bảo hiểm họ không đền cho xe này. À, đền đền một xe kia đúng không nhỉ? Đúng nhưng mà bên công ty anh nhận xe của bạn này về thì vẫn showdown với bên bảo hiểm, thì bên bảo hiểm họ vẫn chấp nhận là đền. Thì thực ra là hai xe cùng di chuyển cho nên là cái xe này là đúng 10%, xe kia đúng 90%, thì xe này là có giá trị là 100 man lúc mua, thì bên bảo hiểm họ đền cho 10 man. Xong thì xe này không có sửa nữa, xe này thì coi như là vứt rác. Xe này thì bên bàn kia thì không có dùng nữa, thì bảo hiểm đền cho 10 man rồi bạn ấy mua xe khác. Thì bên anh hỗ trợ thu lại xe này cho bạn đó, rồi để lại cho bạn khác một cho cái bạn xe đó khác. Một con xe khác. Thế là cái xe này sau này anh sẽ sửa lại đúng không? Không, xe này thì sẽ là bán vào sàn, bán gọi là bán rác. Này mà bán rác thôi à? Chứ không có dùng gì nữa nhá. Con này rất là xịn sò đấy. Như là nếu mà ở Việt Nam là con này là sửa lại đi thì con này là CX5 2012. Con này mà như ở Việt Nam thì anh nghĩ là chắc tầm trên dưới tỷ đấy. Nhưng mà ở bên Nhật này thì xe này có giá là 100 man. 100 đến 120 man. Hơn 200 triệu. Tầm hơn 200 triệu thì các bạn sở hữu một em xe này. Thì em xe này có ghế da này, chỉnh điền này, có chế độ chạy cao tốc, tức là các bạn có thể set một cái tốc độ nhất định nào đó, xe nó cứ tự chạy. Còn phiên bản cao hơn chút này thì nó có thể bám theo xe trước. Nó thì cũng giá cũng tầm dao động từ 200 triệu tiền Việt thôi. Rẻ không? Nhưng mà rất là xịn sò nhá. Nhưng mà đó thì các bạn yên tâm là xe mà như thế này á thì người ta có sửa không? Không sửa. Vì chi phí nó quá cao. Ví dụ giờ anh sửa con này thì chi phí dao động tầm 50 đến 60 man. Thì 50 60 man thì các bạn lại sắp được con xe mới rồi. Sắp có xe mới, nhưng mà khi mà các bạn sửa xong rồi các bạn đưa vào sàn hoặc là các bạn bán cho người khác thì sẽ thấy những cái vết mà sửa chữa đó. Đúng rồi. Thì cái giá thì nó cũng không thể cao được. Đúng không? Thì lúc đó thì người ta chọn phương án là vứt rác. Đó, cho nên là các bạn yên tâm là những cái xe như thế này thì không có bán ra nhá. Anh cho em biết là về cái thủ tục mà cái mua bán xe ở Nhật đấy, thì bây giờ là trước tiên là anh chia sẻ cho em biết là những cái thủ tục như thế nào rồi không? Thì ở Nhật ấy thì người Việt Nam mình có rất là nhiều cái kênh để mua xe. Thì ví dụ như kênh là mua từ các cửa hàng Nhật này, mua từ cửa hàng Việt Nam này, rồi mua từ bạn bè này, mua từ các trang đấu giá của Nhật đấy. Thì đối với việc mua xe thì các bạn mua ở đâu cũng được, giá thì rất là nhiều giá vì xe cũ, cũng không hẳn là chỗ này rẻ chỗ kia rẻ, mà tùy vào cái người bán nữa. Cho nên là mua ấy thì nó nhiều người là tùy vào nhu cầu. Ví dụ như họ rẻ thì họ tìm cái kênh rẻ, có nhiều người mà muốn chất lượng thì họ tìm các cái kênh mà uy tín đấy. Thì hiện tại giờ ở Nhật ấy thì các cái công ty Việt Nam mà bán xe thì cũng tương đối là nhiều. Thì ở công ty mình đây là công ty Lê Moto, thì công ty mình ấy là có chi nhánh ở Osaka và ở Saitama đấy. Thì công ty là hoạt động tuân thủ theo các cái luật pháp của Nhật Bản, cho nên là khi các bạn mua xe thì cũng hoàn toàn là yên tâm nhé, không phải là mua qua tay đấy. Đấy thì các bạn mua ở các công ty thì thực ra là các công ty nào họ cũng rất là uy tín, vì họ bán xe ra thì họ còn có cái uy tín của mình, cho nên họ sẽ bảo hành cho các bạn, nên các bạn hoàn toàn yên tâm. Ví dụ như xe mua bên mình thì bảo hành cho các bạn 3 tháng 6 tháng tùy vào xe, rồi các cái bình của xe hybrid nó cũng rất là dễ bị hỏng, cho nên là có bảo hành thì các bạn yên tâm về cái đó. Đó, giá thì có thể nó sẽ chênh nhau so với các bạn là từ tìm mua trên mạng 1-2 man,
nhưng mà bù lại các bạn sẽ yên tâm trong quá trình sử dụng. Ví dụ các bạn mà đi xe mà có vấn đề gì hư hỏng trên đường hay như thế nào thì gọi bên các công ty mà bán xe các bạn thì hỗ trợ các bạn hoàn toàn đấy. Thì như vậy là các bạn yên tâm, đó là kênh mà mua xe ở cửa hàng nhé. Đấy, còn trên mạng thì bạn bè chia sẻ cho các bạn là ví dụ như giờ về nước hoặc là lên đời hoặc là không có nhu cầu sử dụng thì người ta phát lại các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể mua được cái đó, yên tâm nhé. Giấy tờ cũng đầy đủ, giấy tờ bên Nhật này sang tên thì cũng rất là dễ luôn. À vậy còn cái về giấy tờ ví dụ như là mua xe ở chỗ anh thì công ty cũng hỗ trợ làm tất cả các giấy tờ luôn thôi? Ừ, có chứ. Ví dụ như giờ mua bên anh ấy, thì các bạn chỉ cần cung cấp cho bên mình cái giấy tờ cá nhân thôi. Ví dụ như các bạn mua xe kê cực kỳ dễ luôn. Các bạn chỉ cần cung cấp cho mình cái giấy Juminio hoặc là cái income summation. Sau đó là bên mình sẽ làm giấy tờ ra biển cho các bạn và giao xe tận nhà cho các bạn. Hoặc các bạn có thể chọn biển số theo mong muốn của mình cũng ok, số nào cũng được. Đấy, rất là dễ nhé. Yeah.